Ôi lava, lava, lava. Trời ơi, nguyên cái hồ này lava luôn mấy bạn ơi. Ôi cái gì vậy? Ôi con Ripper khốn nạn. Ai da, cho tôi ở đây. Tao tức quá, con Ripper đáng ghét thiệt chứ. Tỷ như mình đang đứng mình dòm cái hồ lava. Nó lỡ nó đổ mình cái anh một cái, mình té là mình chết luôn mấy bạn. Chị Banda, xuống đây mau lên. Chị chạy lên đây làm gì? Chị làm gì? Cho chị biết nước là gì nè. Đó, đó, nước nè, nước nè. Nó giờ này nước nào mà gặp chị mà đi hết đó. Nước làm gì vậy? Nước nè, bỏ tạch nước chưa? Không quánh bả gì đâu mà tối ngày sáng đêm đúng hết. Lúc nào gặp ông là ông cũng giết quánh bà Banda. Bình thường mà, tôi quánh chị Banda là cái lẽ đương nhiên. Mẹo, bả trèo lên mấy gốc cây này bả đứng chi hoài. Bả đang sợ nước thì để cho bả sợ đi chứ không làm chứ tách nữa. Tại hôm qua tôi không chịu bóc chị lên, tôi dọc luôn mấy con móc. Em cố gắng cứu chị mà em mượn chị ăn nhiều, chị mập địch chị nặng quá chi. Em nói chị nghe nè. Chị không có ăn. Chị lại đây, chị Banda, chị lại đây, chị đứng nè. Chị sợ nước, chị sợ nước đúng không? Đúng. Chị xuống cái hồ lava đi cho đỡ sợ. Xuống lava đi chị Banda. Trời ơi. Ôi, có cái toilet. Đặt toilet không phải được. Đặt toilet không phải được. Đặt toilet phải luôn. Ngày hôm qua phút của bạn nó thử thách sinh tồn là 5 giây nước sẽ dâng lên một lần. Đều thấy cái thử thách nó sinh tồn nó sau khi xong á mấy bạn fan kêu là anh Hút ơi làm tiếp tập 2, làm tiếp tập 2 đi. Nhưng mà nếu như mà tụi mình cứ 5 giây nước dâng lên một lần sinh tồn hoài mấy bạn sẽ chán mất. Cho nên nó hôm nay mèo đứng trước cái hồ lava mình suy nghĩ có cách nào đó mà mình thay nước bằng lava. 5 giây thì lava sẽ dâng lên một lần. Như vậy nó sẽ ấn tượng, nó sẽ gây cấn hơn nước nhiều đó Hút. Từ mèo khùng á, mèo hôm qua nước nhân 5 giây lên một lần. Mèo biết không, tôi biết dùng bao nhiêu cái cục bọt biển tôi mới hút hết nước được mèo. Ủa, từ từ tôi thức nguyên một đêm dài thiệt dài đó, tôi dùng bọt biển tôi hút nước luôn. Ê, mèo nói nghe nè, lần này á mình sử dụng lava thì chắc cháu sẽ không dùng bọt biển hút nước ở đâu. Rồi xong, tôi chuẩn bị đổi nhà rồi thôi. Tạm biệt mọi người, tôi dọn nhà tôi đi đây. Thì cùng lắm là nó cháy rồi mình xây lại nhà nó sẽ nhanh hơn cái gì ông đi hút nước đúng không? Từ hôm nay mèo đi đến với chị Banda sẽ thử thách sinh tồn khi cả thế giới Marat ngập trong lava nha mọi người. Nếu như mọi người thích cái thử thách này của tụi mình đó, các bạn đừng quên thả like và sub cho mèo với cả team của mèo, đặc biệt là bỏ ra từ 5 đến 15 giây xem video quảng cáo giúp mèo, cho mèo có tiền ăn mì tôm vào mỗi bữa sáng nha cả nhà ơi. Hết ơi, giờ chúng ta sẽ chơi thể lệ giống như hôm qua nè, đừng có đánh bà Banda nữa. Bà Banda bả tan thành mây khói à mèo. Được rồi, tan thành mây khói, hai người cơ đó đi. Ê, làm cái lỗ ngay này luôn đi Hút. Ok, vậy chúng ta bây giờ là thế giới sao chứ mèo, mày phải nói để tôi nói với ông trời mới cho cái này nó linh nghiệm được mèo. Tôi muốn là thế giới của chúng ta hôm nay 5 giây lava sẽ dâng lên một lần. Dâng thiệt là cao như là cái nước của ngày hôm qua luôn. Ok còn luôn rồi. Ông trời ơi ông trời, con cầu mong cho thế giới này sẽ chìm trong lava. Trời ơi, cầu điều tốt điều đẹp không có đâu. Cầu lava lên á thì lava lên liền à. Mà hai người làm gì quýnh tôi đây vậy? Giờ tôi sẽ đi hái táo, hai người làm gì làm đi. Quên đâu. Đào cái lỗ đi kiểm tra. Đào cái lỗ. Ok, vậy để tôi đào cái lỗ tôi kiểm tra nha mèo. Ok, đứng đây mèo chờ nha. Đào cái chút cửa nhà ông này Hút. Chút cửa nhà nè. Ở đâu, đào cái đâu? Đào cái đây nha, kiểm tra anh nha. Rồi, ok. Rồi, cứ 5 giây là Red Hood, máy đào sẵn sàng. Đúng rồi, đào tới tầng bếp đốc thì thôi nha. Đừng rồi, tới tầng bếp đốc rồi nè. Rồi, leo lên đây. Từ từ. Chiêu em. Né ra cho tôi bay lên. Lên. Ôi, tôi đào không được. Xong. Ok, xong rồi mấy bạn. Mình sẽ dòm lava với cái lỗ này nè mèo. Nó sẽ lên chưa Hút? Từ từ nó mới xì lên. Alo, lên chưa? lên rồi kìa. Lava lên rồi mèo ơi. Ông đẩy tôi chi vậy? Từ từ tôi đẩy mèo, tôi đâu có biết phải đâu. Thôi thôi té chết gì nhưng mà lava nó lên rồi kìa, bây giờ okay, mèo làm gì mèo làm đi. Bây giờ mèo suy nghĩ ra rồi, 5 giây nó lên thì quá là nhanh. Tại vì lava nó vừa lên mà nó có thể vừa cháy được nữa mấy bạn. Cho nên 5 giây thì rất là nhanh luôn. Cho nên mình thêm 2 giây nữa là 7 giây nha mấy bạn. Bà Banda bà đang cố đẩy tôi nè, đẩy nè. Thôi tôi chặt cây tiếp nha, ai làm gì làm đi, cây này của tôi. Cây này của tôi. Đó nó gã đè chị Banda, nó đè chị Banda. Đúng rồi, cây đó của chị Banda luôn. Mẹ chặt cây này, chặt cây này. Mình đi hốt nguyên cây táo mấy bạn, biết đâu chặt cây táo này á. Để mình thử coi mình chặt cây táo này nó có rớt mấy cây táo chứ không mấy bạn ơi. Không có rớt đâu, nhục. Ủa gì vậy? Nhục. Ok, hái táo đi hồi ăn. Không có rớt đâu. Lần này tôi rút kinh nghiệm, ngày hôm qua tôi thắng là mèo, nhưng mà hôm qua tôi ít gỗ quá. Hôm nay tôi kiếm nhiều gỗ hơn. Lụm phủ cho nhiều quá, lụm phủ cho. Mèo, cái cây màu đen khổng lồ nè mèo. Nè, cây màu đen khổng lồ nè. Tôi chặt cây màu đen khổng lồ. Ủa cái cây màu đen khổng lồ này sao được ta? Bà Banda biết chặt cái cây khổng lồ mèo. Bà biết chặt cái cây khổng lồ, ngày qua bà đi coi chặt toàn cây khổng lồ không á. Ngã cây. Lập lửa, quẹo lửa. Quẹo lửa, ê đừng có chặt mấy cây dính lại nha, là không có gãy được đâu. Nè,
tôi chặt nó dính, nó cũng gãy bình thường nè mèo. Tại ủa bà Ba Đa bà dạy tôi chặt cây kìa. Ủa cái cây bà Ba Đa bà chặt kè tôi mèo. Thử bà Ba Đa bà chặt cây giỏi dữ ta. Bà Ba Đa bà hánh chặt cây rồi. Bà Ba Đa hánh chặt cây rồi. Chị nói về vô đây. Chị nói về chị làm tiền phu đánh củi đi chị Ba Đa. Bà đánh củi dỗ mèo ơi. Mèo, mèo 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 cho mèo cái này nè mèo. Đây nè nè, bít tết bít tết bít tết. Ăn vô ăn vô ăn vô. Nghe nè, bây giờ tôi mới phát hiện nha, mấy cái cây mình chặt xong nó tự trồng lại luôn á. Đúng vậy, cái cây chặt xong là nó tự trồng lại luôn. Đi hả? Ờ, chặt xong tự trồng luôn chị Mèo. Mèo kiểm tra cái hố lava lên tới đâu rồi mèo. À, tôi cũng hơi nghi nghi với cái hố lava đem đi là coi mấy bạn. Thôi mình đừng có quan tâm nó, mình cứ chặt cây đi. Cái lava này hôm nay nó khác nước nha, nó có thể cháy được lốc của mình đó. Cho nên gỗ của mình là nó cháy tan tác luôn chị Ba Đa. Ôi, nó đang lên từ từ quá đi. Nó lên nhiều lắm rồi nha mọi người, thông báo lava lên nhiều rồi nha. Lên hả? Lên cái tôi nhiều gỗ lắm mèo. Đây là bỏ thứ đi kìa. Sao hả? Hôm nay là không ai ở chung nha hết nha. Cái gì vậy? Không có chung nha. Trời ơi, ai nó nghe nè, cần móc không qua có thương cần không? Gì chị Ba Đa? Chị Ba Đa xin cần móc luôn. Không 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 được chị Ba Đa, cần móc của em qua nó đi luôn rồi chị Ba Đa. Cái cây này thôi. Chặt cái cây giữa nó mới gãy hả chị Ba Đa, cây lớn mà chặt. Đúng rồi, cái này không gãy thì cũng tầm thôi. Chị Ba Đa khôn ghê luôn ta. Bả là hết cái cây rồi. Bà Ba Đa nay ba biết kinh nghiệm sống trong thời kỳ lũ lụt lắm mèo ơi. Bả là sáng. Bả sợ quá bả tèo lên trên cây bả sống được không phải không? Chị sống kinh nghiệm nhiều cho nên chị chết nhiều đó. Hồi sáng này bả xài bả tèo lên trên cây bả đứng luôn. Mấy trò chết nhiều hơn không? Nó có cây đẹp á nữa. Ủa cái cây ngã nó đâu tự trồng rồi tới đó luôn kìa, đảo quá ta. Ừ, bà Ba Đa này bả chơi ngu rồi, bả toàn đứng ngay góc cây ngã không mèo ơi. Gỗ nhiều lắm mấy bạn ơi, không đâu cái này. Mình phải vừa chặt vừa trồng thì mấy bạn. Hút với chị Ba Đa đang ngái quá. À, chị Ba Đa cây ngã đẹp, chết chị Ba Đa từ từ. Lava lên đâu, sao đâu? Lava lên nhanh lắm rồi đó nha, nhanh lắm. Ai mèo mèo mèo, tính ra lava nó lên bằng cái lỗ này đúng không? Đúng giờ rồi. Tôi bít cái lỗ này lại lava hết lên, đúng không? Mắc cười giống quá. Mình bít thử cái lỗ này coi nó có lên. Không lên bình thường mèo, lava nó lên tất cả mọi thứ nó lên qua nước, nó lên từ đường biển luôn á. Ờ trời ơi, tôi không có giật tới rồi. Thấy nó giật lên một lắm rồi đi ra sao nhà chặt cây mới được. Thôi lần này ráng mà sống lên đi mọi người ơi, tôi không muốn chết đâu. Thời kỳ hôm qua là tôi đã sống rồi. Hết bữa nay ông đè vô nhà mới tính nhau rồi đó hết. Thôi cái nhà máy tính của tôi không có chịu nổi lava mèo ơi. Vô đó rồi thôi. Mẹ mày tôi chặt cái đó đè cây đè tôi chết mèo ơi, chết tôi. Ai? Ủa, thấy cây ngã ngựa ngựa đâm đầu vô chi chết. Tôi chạy qua bên khác rồi đó mà cái cây nó ngã theo hướng của tôi. Ai kêu ông chạy theo trong đó hả chị? Đây, trồng lại mấy bạn. Chặt xong là tôi trồng lại liền, chứ phải tôi như bà Ba Đa với ông đâu. Ôi, bất cười quá. Hôm nay tôi lấy máy bay tôi bay mèo. Bất cười quá à. Tôi lấy máy bay, tôi bay, tôi sẽ làm máy bay to, tôi bay. Cái mèo đúng rồi, làm chiếc thuyền, mèo làm chiếc thuyền. Ừ đúng rồi, làm thuyền. Thôi chiếc thuyền có thể nổi trên lava không? Câu trả lời là không. Bảy thuyền cháy không nổi ơi. Thuyền tao chạy trên lava được. Không biết có cái thuyền bằng sắt. Nè, mèo nè, đó. Cùng vô đây. Cười giống quá, chắc nó đè tôi được. Tôi không đè nó thôi, chứ nó dám đè tôi à. Cười. Tôi chặt trước. Ôi, ôi, gỗ cái đè tôi hoài mèo. Ai kêu cứ nhào nhào nhào. Cái cây này khổng lồ nè mèo, cây khổng lồ nè. Tôi đốn cái cây này mèo, tôi đốn cái cây này. Còn đi đâm đầu nhá. Đó. Tiếc nhớ mất trời. Bao nhiêu gỗ rồi mẹ, mày bao nhiêu gỗ rồi? Tôi có hơi bị nhiều á, để tôi chặt xong cây. Ở này. Thôi tôi vô nhà tôi kiếm móc câu được chuẩn bị tôi chạy nha mèo. Cần mèo đâu? Với chị Ba Đa làm gì làm đi, tôi đem nhà máy tính tôi theo. Dạ ông đi, còn phải đem nhà máy tính. Hôm qua tôi không đem nhà máy tính tôi theo là tôi biết. Liệu hết chị xài. Cái liệu của em chị Ba Đa, cái liệu của em. Hôm nay chị mượn. Cái liệu của một hồi lava lên nó cũng cháy mà, chị mượn làm gì? Nhưng mà mình chết trong liều đỡ hơn chết ngoài không lạnh mèo. Ừ, thà chết có cái liều, chết trong liều mèo. Được, có bức này nè cho chị đi. Để kiểm tra cái hố lava có lên tới đâu rồi mấy bạn, sao nghe nguy hiểm quá. Ừ, tại tôi cái hố lava nó đâu rồi mèo. Nó sắc nhất rồi kìa, gần lắm. Ờ, con nhảy xuống dưới con coi chứ, ôi, con biết được. Còn tầm 20 lốc nữa lên rồi đó mọi người. Mèo, coi nè mèo, tạm biệt mèo và chị Ba Đa hút đi trước đây. Ông làm gì đó, ông trơn gian đúng không? Ông còn bắt công cụ hỗ trợ không à, chơi ông thắng là đúng rồi. Ui da, ui da. Ông có cho túi chị Ba Đa mượn không? Vô nhà hút kiếm đồ ăn cắp mấy bạn ơi. Từ từ. Kiếm kim cương này lấy đại luôn đi. Lấy táo rồi heo, lấy gỗ heo, lấy lóc heo mèo. Lấy bà lóc heo mèo ơi. Tôi đầy nhóc rồi. Nè, thấy chưa? Đấy là cái là cái đốc để xài này. Kiểm tra lại một lần nữa các bạn bạn coi lava lên tới đâu rồi. Ôi. Thôi tôi vô nhà, tôi vô nhà. Cứ lại. Mèo vô nhà đóng cứ lại mèo ơi. Chắc sắp tới giờ rồi đó mèo ơi, sắp tới giờ hành trình rồi đó. Khoan chị Ba Đa từ từ chị Ba Đa để đây. Thôi chị đi chị đi à. Tranh thủ lên mạng đọc tin nhắn các fan. Cảm ơn các em đã thả like cho anh. Anh rất yêu các em. Hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Cái này đẹp quá, đem theo đi hút. Tại tại cái đó mà mèo cũng đem theo nữa hả mèo. Ê cái rương trên đó của hút còn các bạn. Trời ơi cái rương lấy. Ôi lava lên rồi kìa mèo, nó cái xe kìa. Lava lên tới ngoài biển rồi kìa, chạy lại đi. Thiệt, tôi nói thiệt, chạy ra ngoài biển coi kìa, lava nó lên tới ngoài biển rồi kìa. Đó. Lên tới ngoài biển rồi mấy bạn. Không, em đứng ở đây. Mèo sẽ kiên quyết mà bạn, mình đứng ở đây chừng nào lava lên gần tới mình. Mèo cái hố kìa mèo, nhìn lava bên hông kìa mèo ơi. Ôi my god. Rồi, có cháy không vậy? Nó chưa có cháy. Tôi không biết có cháy không nha, tôi trèo lên nóc nhà trước rồi đó. Bạn ơi, hai người làm gì đi nhanh chứ hút, chạy xíu đi. Ở một nơi rất là an toàn, mẹ đừng chạy. Tôi đang một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố. Oh my god, lava nó lên.
chuẩn bị tổ nhà la ba, chuẩn bị cháy. Giờ mình sắp gặp trong la ba rồi mọi người. Ok. Chỗ đó đặt không có được đâu. Đặt lên được các bạn. Mình vào mà mình chơi nước tới chân, bởi vì la ba tới chân mình mới nhảy. Mình không có nhảy liền đó các bạn. Để gì bất công hao lóc mình phải lên. Tôi thấy cái cả cái vòng này đó là ba rồi đó mèo. Ông kia mà bên đây đâu đi chạy lẹ chứ hả? Chị Banda. Hello chị Banda. Đi kéo vào bên nhà. Hello guys. Đây. Ủa sao đặt nhanh vậy? Tiệt chiêu đi kéo vào nhà. Ừ em có kỹ thuật đặt hot nhanh mà chị Banda. Ê tôi thấy mà bên đây đặt vậy hút minh hút. Ông đặt tôi đó rồi hao lóc nhiều hơn. Nhưng mà tôi tránh ra tôi có cái đường tôi di chuyển mà hiểu không? Di chuyển làm gì trong khi la ba càng lúc càng lớn đi đâu? Đúng rồi. Rồi tôi lên tới mây rồi mèo ơi, tôi sống trên mây. Chị Banda chị đang đứng phía trên con hút á. Đó còn lâu la ba nó mới lên. Tôi mới còn lâu không nghe nó giật một cái qua đầu á đáng chịu nghe. Oh my god các bạn thấy không? Cái gì vậy ta? Mới thấy cái hình như cây đặt đường của ông bị cháy rồi bữa nay. La ba cháy rồi. Mèo nhìn xung quanh coi có cái vùng này còn cái gì mà còn ở trong lava không mèo? Ê, ê lava này mà nó rút xuống chắc mấy cái con không chặt nó còn cái chè không quá à. Nó không còn cái chè không? Còn cái chè không? Nó cháy hết. Hình như lava lên nhanh quá, mọi thứ chưa kịp cháy nữa là lava đã lên rồi đúng rồi mọi người. Ông làm gì đó đó. Chờ tôi lên đi coi. Thì ghê của mấy bạn ơi. Quá lên nhanh quá. Ra. Bà Đa ơi. Ai? Tôi móc bà Đa xuống rồi. Rồi xong còn miếng trắng luôn kìa. Đố mấy bạn bây giờ nhà hút đang ở đâu? Nhà hút nè, tôi kiếm cho. Nhà hút giờ mất tiêu cái nóc luôn. Nhà hút mất tiêu cái nóc luôn mọi người. Lần đầu trong cuộc đời mà tôi thấy gì hút. Mẹ té mẹo ơi, lắc cái tôi bay xuống giật luôn. Ông đi đâu hả? Tôi té. Làm gì té? Không biết, tự nhiên té. Để chị Banda tới rồi kìa, chị Banda. Hello chị Banda. Chị đừng đi ai xơi tức thiệt chứ. Ủa chị đi đâu nữa rồi? Ok kìa cha bà luôn. Nghe nè, đi kiếm ăn. Bữa nay mình sẽ đặt hết lóc những cái lóc ở trong người mình có thể đặt để coi lava này có dâng tới đâu chơi không? Đúng rồi, hôm nay tụi mình sẽ sống đi, hôm nay tụi mình sẽ sống đi. Ok, hôm nay tụi mình sẽ cùng nhau sống nha, không ai cho nha. Lava nó lên nữa kìa, tụi mình thấy lava nó lên nữa đúng không? Tới đây còn lâu lắm, cùng nhau sống nha, không ai cho nha. Đừng có tròn nha, đừng có tròn nha. Đúng rồi, đâu có ai cho nay đâu. Chị đi đâu hả chị Banda? Bà đi kiếm chỗ, bà có tròn nha. Móc bóc chị nữa. Đừng lấy cần móc bóc bà đi đâu kệ bà. Đừng móc bóc chị nữa. Chị mình nếu mà có chết phải chết cùng nhau, phải ở chung với nhau chứ không được đi đâu hết á. Chị đừng đi đâu, chị Banda, chị nào lại móc chị xuống á. Chị nào lại móc chị xuống á. Mèo để hồi tôi móc mà xuống nữa. Đừng sống mèo ơi. Chị ở đây chị sống mà chị tìm đâu rồi, chị đi đâu chị tìm. Bà làm gì? Ở chung là chị không có được sống thọ. Chị phải ở riêng. Chị ở riêng là ở chung thì cũng giống nhau rồi, móc mà xuống hết. Chị đi đâu? Lại được không? Hai người đổi chỗ rồi nha. Chị đứng ở đây đi, chị đừng có chung. Trời trời, coi lava kìa mèo ơi. Đó, lâu lắm. Thắc mắc tại sao mà lava nó lên nó lại không cháy nè. Có thể là do nó lên nhanh quá hay sao? Trời, mèo nghĩ là lava này nó lên một phát là nó quýu hết mấy thứ ở đó luôn. Chỉ còn cháy gì nổi nữa mà cháy mèo nó lên nữa kìa. Tôi muốn xem cái thế giới của mình sau khi hết lava quá à. Ông có muốn coi không? Tôi không biết chuyện gì xảy ra đâu nha. Hai người làm gì cà giật vậy? Hai người đứng yên chỗ đi. Ê, một hồi nữa mình cho lava lên tới tận cùng xong rồi mình sẽ xem thế giới mình hết lava xong còn coi thứ gì còn lại được trong lava mèo. Mình có biết đâu tôi còn được cái nhà của tôi mèo. Biết đâu nhà của chúng ta có thể chống chọi được với hả sóng thần lava này rồi sao? Đúng vậy. Chúng đúng ta rồi, cái nhà mình chỉ còn cái sườn không á. Nhiều khi nó còn cái sườn là mừng cái chị Banda. Nó không còn chạy. Nó không còn hạt cát luôn. Đặt nó rồi. Chứ đừng nghĩ sao mà nó còn. Ok mấy bạn, hôm nay clip này mấy bạn mà thấy thích mấy bạn nhớ cho video của bạn được 100.000 like nha. Để sau khi hết cái sóng thần lava này rồi mình kiểm tra coi cái nhà mình nó còn cái gì không mấy bạn. Trời ơi còn lâu lắm. Dạ đừng có móc. Mẹ mẹ con tôi móc cái đầu rồi. Lần này chưa chết. Chị còn sống, lần này chị còn sống chị bà ta. Đừng móc bởi thầy. Ê hút, câu quả hút, đưa bà ta lava. Câu quả lên. Đưa bà ta lava đây. Trời trời ác. Ê chết em chị Banda ơi. Ông câu bỏ xuống cái hồ lava như con cá vậy đi. Trời bắt câu hồ giật tôi bay dưới luôn mà. Ông bay xuống dưới hồ bay lên được mà. Trời muốn để tôi câu bả đúng không? Trời để tôi phải xây cái chỗ tôi bích tôi lại đã. Chị Banda có làm gì kìa hứa đây. Banda chị xuống đây chưa? No. Bả xây lên tốt lên đó kìa. Ông coi kìa. Bả dơ quá mèo ơi, bả không chơi đồng đội với mình mèo ơi. No. Banda xuống đây. Mình phải sống cùng nhau nè, chị đừng lên trên đó. Nè, chị không thể chơi với đồng đội được. Bả xuống mèo. Nè, hút bả đây nè, mình phải sống cùng nhau. Chị đừng làm ơi. Này, không chị... sợ đồng đội ngu, chỉ sợ đồng đội gì địch ngu như bò gì đó. Người ta là không sợ đồng gì địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Rồi tôi bóp ở đường nè, chị đang chơi cảm giác mạnh không chị Banda? Chị đừng có trèo lên đó, chị ra đây nè, đây nè, cảm giác mạnh lắm. Nhanh để cho chị chớp ơi. Tôi nhớp ở lại rồi mèo. Chị nhớp ông hết lại làm gì, đừng có nhớp ông lại. Chị đi ra ngoài lava kìa, đi ra ngoài lava kìa chị Banda, ngoài đó vui nữa. Chết, chị đi ra đó chị chết. Ngoài đó vui lắm. Chị đi ra ngoài đó đi, ngoài đó vui lắm. Thôi để chị làm được hết tao. Rồi đi xuống. À, cháu bị nghe. Bà đang đâu? Chị để tôi coi thử bà đang đâu hả? Đây, 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 đây,
dây rồi, đứt dây rồi mèo ơi, đứt dây rồi, đứt dây rồi. Đó, chị đâu rồi, hứa làm đứt dây rồi. Ông lại gì tự giờ làm đứt dây chi vậy? Ôi. Mẹ móc lại, móc lại, móc lại. Mẹ móc đi, móc. Đây đây đây. Cái mẹ móc có nguy hiểm mà kẻ tao dục cái chân nữa kìa. Sợ kẻ địch ngu, chị sợ đồng đội ngu như bò. Chị kẻ mới nhớ lại đó. Người ta là không sợ kẻ địch mạnh, chị còn sợ kẻ địch ngu không à. Ôi tao ba tới chân rồi, nhảy lên đi bà nội. Nhảy lên lẹ, tao ba tới chân rồi. Tới chân rồi nhảy lên lẹ. Nhảy lên lẹ. Ôi chị chị em. Bây giờ kiện chơi la ba tới chân rồi. Xin chúc mình chết cả mày cả lũ luôn. Lên ba tới cao luôn. Ủa chạy chi dữ hả, đứng xíu mày. Ôi nó lên nhanh cũng mạnh rồi. Không lên, không nên nói chơi với mấy cái thứ này. Nè mèo coi tôi gan đó nè mèo, coi nè mèo. Đâu, rồi, con đu xuống hết. Chết tôi, chết rồi, chết. Đụng xuống dưới luôn cái gì vậy? Chết, là bà mạnh lắm, hút xuống. Là bà mạnh lắm, hút xuống liền. Gì kỳ vậy? Ừ, không có sống nổi đâu, không sống nổi đâu. Vậy là cái này mà mình không có nhây như ngày hôm qua được mấy bạn. À, hình như la ba lên tới đây là đỉnh điểm rồi mẹ ơi. Nó hết lên rồi đúng không? Hết lên rồi, hết lên rồi. Chị ba đá xuống đây, chị ba đá ơi. Ông đang đu dây đúng không? Ok, đang đu dây, đang đu dây lên. Rồi, ông đu xuống, kiểm tra coi la ba có giật lên lúc nào nữa không? Ok, giật luôn, tôi làm liệu nha. Ừ, đi xuống. Bà đa bà cắm trại lên đó kìa mèo. Trời ơi, chị đang sống rất là yên ngã, đừng ai để ý chị. Tôi đu xuống nè. Phải để ý chị chứ, chị bên ta. Hút tao rồi. Tôi đang đu ở dưới cái này nè mèo. Từ từ, để tôi đi xuống, tôi coi ông đang đu đâu. Nè, dưới này nè. Ông đu chi vậy? Tôi kiếm la ba. Để tôi đặt lóc xuống, đi xuống đi, kiểm tra đi, coi nó có giật lên không? Ok. Ok ok, không biết bao giờ tới giờ la ba rút chưa mèo ơi. Hình như la ba nó hết rồi đó. Hết rồi, la ba không còn giật lên nữa. Chị bên ta la ba hết rồi, chị bên ta. La ba hết rồi mèo ơi. Vậy? Hết rồi. Xuống đây, chị làm rớt cái lèo cho xuống dưới chỗ em luôn. Trời ơi, rớt cái lèo rồi buồn quá không cha. Đây mình đặt lóc xuống từ từ trước rồi đó mấy bạn. Để mình kiểm tra coi thật sự là la ba nó không còn lên nữa không. Ôi con thác la ba ở sau lưng của chúng ta kìa mọi người ơi. Trời ơi, la ba nó chạy, nó đang tụt xuống từ từ cái mèo. Mèo coi kìa, la ba nó tụt ra ngoài biển luôn kìa mèo. Bây giờ tụi mình chờ la ba nó tụt xuống mà hả? Cái điều á muốn rụng trứng luôn các bạn. Ôi vô nhà tôi kiểm tra coi nhà tôi còn không mèo. Nhà tôi thấy nè. Nó còn cái nóc là tôi thấy mừng lắm rồi đó. Ôi mèo ơi, nó còn nguyên mèo ơi. Lava này được cái nó lạ quá ta. Ủa gì kỳ vậy? Còn nguyên nè. Hình như là lava không có chạy vô nhà tôi mèo. Lava này không có gây ảnh hưởng tới nhà nhiều các bạn, chỉ ảnh hưởng tới người thôi. Để coi nhà của mình. Nhà của tôi nó cháy muốn bành sát nguyên cái nhà luôn này bà nội ơi. Nhà của mình nó ra sao chị Banda? Wow, coi nhà mình trên quá. Nhà mình nó bằng đá cuội cho nên nó còn nhiều. Mà cái len của mèo nó chưa cháy hết kìa mèo. Trời ơi, nó chỉ cháy cái nhà của mình thôi chứ đá cuội nó không có thể đốt được. Trời. Sao bên này nó có nguyên con thác lava nhìn thấy ghê quá vậy? Trời, mấy cái cây nó bị lava chảy vô đó mèo ơi. Cái cây nó đang lava đang trôi xuống. Quả chỗ tôi coi nè mèo, nguyên con sông đã bị biến thành đá rồi. Có không? Có, nguyên con sông nó bị biến thành đá luôn nè mèo. Cái nhà của mình thì mình miễn bàn đấy mấy bạn ơi, nó cháy khi giờ nó muốn đuổi cái nhà mà luôn rồi thì mình lên đó ngồi bất công nó làm mèo thương. Trời, mấy cái chỗ để tôi trèo lên nè, tôi đặt lên cái mèo. Cái lava này nó bị lava tàn phá nè. Nó rút xuống cháy mất tiêu con tiêu luôn rồi. Nó rút lên trên kìa. Mình làm hồi nữa nó chảy xuống. Mình cho lava nó rút đi, nó rút nguyên cái hồ lava này luôn á chị Banda. Con thác lava nhìn thấy ghê thiệt luôn mấy bạn ơi. Quá trời lava ở đây luôn. Từ cái tay. Ai, muốn đi mà toàn lava không sao mà đi. Nè, hướng này nè bà nội, hướng này nè. Nhảy qua. Kiểm tra cái hồ nước nhà hút mà ngay cây cầu này mấy bạn. Nè, cái hồ nước của tôi quá đá luôn rồi bà nội ơi. Cây táo không còn nguyên luôn hết. Từ cái hơn là cây táo của tôi không bị lava cháy hết. Còn giọng nước cái hồ nước của hút quá đá. Thật lì luôn anh em nó đảo vậy. Bây giờ là từ đây mình có thể đi bộ qua luôn rồi. Rồi, cái dòng sông nữa bạn, thành nguyên một con đường đá luôn, phẳng lì luôn, đã chưa? Trời, đây là sao cơn quả quạng nè, sao cơn lũ lava nè. Lũ lava mấy bạn. Ở đây còn nguyên một cái bức tường lava chưa xuống luôn nè. Wow, các bạn thấy đẹp không? Ok được rồi mọi người, thì hôm nay tụi mình đã hả chiến thắng được cái sinh tồn khi mà thế giới Minecraft toàn lava. Tụi mình lên cao tới nỗi mà lava nó không thể nào mà lên được nữa luôn. Bây giờ thì nếu như mọi người thích video này của mẹ, các bạn đừng quên thả like và sub cho mẹ và cả team của mẹ nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. À, trong tập tiếp theo thì các bạn muốn tụi mình sinh tồn khi mà Minecraft nó bị như thế nào nữa thì các bạn hãy comment bên dưới cho mẹ biết. Nếu như tụi mình có khả năng làm được thì tụi mình sẽ làm. Bây giờ thì bye bye mọi người nha. Mẹ ở đây còn nước nè mẹ ơi. Ôi, nước nè. Lá nó chặn lại cho nó còn nước kìa. Ở đây có nước nè. Tưởng nhớ thì con sông đi. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người.